Rồi, bây giờ ba mẹ con đi xuống dưới tìm ba với bà nội và thuê taxi lại xuống dưới núi. Đây là cũng có cái market ở trong này. Đây là nơi này bán những cái đồ lưu niệm. Đó, đây này. Ở trên đường xuống dưới lầu đài rất là nhiều những cái mộ cổ. Mình thì rất là sợ, mà hai đứa con thì nó lại không sợ. Nó nói sao con? Thôi đừng mua nữa. Mình về Salin mình mua dầu thơm thật. Mình xài đồ thật chứ đừng xài đồ dởm. Đi mau lên. Xài đồ thấy ghê luôn, dầu thơm mà nó thúi. Đây là trên đường xuống nè. Mình kêu mình nhờ taxi dừng lại để mình quay toàn cảnh. Thực sự ra quay như vậy đẹp hơn. Quá đẹp luôn. Xuống muốn thoát tim luôn á. Thôi nhưng mà cho hai đứa nó vào cũng đúng rồi.